Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ combo xe chế 4 bánh. Cái này là theo cái yêu cầu của khách hàng thôi. Thì mình cứ lấy theo cái cấu hình của khách hàng mình đăng lên đây để cho các bạn cùng nghiên cứu, và các bạn có ý định làm ấy thì có thể nghiên cứu thêm. Thì trong cái bộ này thì có cấu hình cầu sau động cơ 850W, có số nhanh số chậm. Chiều dài cầu thì thường thường là dao động từ 90 cho đến 1m2, thì các bạn tùy. Khách hàng thì lấy 90 thì nắp bánh nó sẽ ra 1m. Thì giá thành là như nhau, cho nên là các bạn mua dài bao nhiêu thì mình sẽ bán dài bấy nhiêu. Đấy, đối với cái bộ cầu trước là bộ cầu chữ A không phanh ấy, tim ốc của nó là chéo 710. Thì các bạn mua càng chữ A này thì các bạn lưu ý nhé, thì nó chỉ sử dụng được đối với cái cầu sau có chiều rộng từ 90 trở lên nhé. Mình xin nhấn mạnh là từ 90 trở lên thì các bạn mới dùng được cầu chữ A. Đấy, càng trước chữ A. Đấy, mà đẹp nhất ấy thì là 1m trở lên. 90 là giới hạn nhỏ nhất. Nếu như các bạn gò còn đẹp nhất là 1m, 1m1. Thì các bạn làm càng chữ A thì căn chỉnh đánh lái nó chuẩn hơn. Đấy, thì mình lưu ý cho các bạn cái vấn đề đó. Động cơ ấy thì đối với những cái dòng xe nhỏ ấy thì tầm 800W là cũng tương đối ngon rồi. Có số mạnh nữa thì đổ mọi loại dốc đều chơi được hết. Tất cả các loại dốc đều có thể leo được hết. Ở đây thì có sạc, có đồng hồ báo điện, chân ga, tay đảo chiều, híp sau. Đấy, phụ kiện thì tất cả đều có, phanh chân, phanh tay đầy đủ. Động cơ thì bên mình sẽ đấu cái phần để chạy được ấy, là bên mình sẽ đấu sẵn cho khách hàng. Đấy, động cơ, ổ khóa, đảo chiều, chân ga là mình sẽ đấu sẵn cho khách hàng. Thế còn những cái phần đèn đóm ấy thì nó sẽ liên quan đến một cái hệ thống khác nữa. Thì lúc đó nếu như các bạn mình mua toàn bộ hệ thống ấy, thì nó sẽ mắc hơn một chút, rất là nhà khoảng tầm đấy, thì cái đấy thì khách hàng sẽ nâng cấp dần. Còn trong bộ này là bộ cấu hình cơ bản không đèn đóm, thì cái này về mình sẽ nâng cấp thêm. Này cứ làm xe xong ấy, sau đó các bạn mới tính đến những cái vấn đề đó thì nó sẽ hay hơn, chứ các bạn mua cùng một lúc về làm có khả năng là nó sẽ rất là khó. Đấy, thì đây là đầy đủ cấu hình như vậy. Vô lăng có đường kính là 35, thì các bạn có thể lựa chọn vô lăng đường kính lớn hơn là 37, giá thành như nhau. Đấy, các bạn lưu ý nhé, nhíp 5 ná này, bánh thì là 400-8, có đường kính là 40. Đấy, cái dòng này cũng có thể gọi là một cái xe 4 bánh cỡ nhỏ, gọi là một người lớn với lại trẻ con, hoặc là gia đình hai bố mẹ hai em bé, hoặc là một người lớn 4-5 trẻ con thì đấy, hoặc là chục trẻ con thì cũng có thể là dùng được bộ này. Chứ còn nếu 4 người lớn vào cái xe này thì là hơi chật. Tất nhiên là các bạn có thể nâng cấp mua cái cầu lên khoảng 1m1, 1m2 là cũng có thể ngồi được 4 người lớn. Thế tuy nhiên thì cấu hình này là cấu hình do khách lựa chọn theo mục đích của khách hàng. Đấy, bộ này cũng có thể gọi là 2 chỗ của người lớn hoặc là 4 chỗ cả người lớn lẫn trẻ em. Thì những cái phụ tùng nó là như vậy. Đây là những cái U để bắt cái càng chữ A đây. Cái càng chữ A này thì nó sử dụng là rô tuyên sừng trâu, cho nên nó rất là khỏe. May ơ của nó là tim ốc chéo 710. Cái Meyer này thì nó cũng sử dụng Bicon, mặc dù nó là bộ bé đấy nhưng mà đồ của nó thì không hề nhỏ. Nó không hàng mã như kiểu dòng ATV. Những cái Meyer của ATV nó rất là kém, bi bé, nhưng cái dòng này nó là Bicon. Các bạn chạy thì không bao giờ lo bị hỏng bi. Hệ thống lái đây. Cột lái này, cột lái trên này, cột lái dưới này, thước lái này. Đấy, là rô tin ống nối vô lăng, giảm sóc này, có cả U giảm sóc nữa. Phụ kiện là nhíp rất là đầy đủ,
phụ kiện nhíp thì mình riêng bên mình bán phụ kiện thì các bạn cứ yên tâm là đồ toàn đồ chuẩn thôi. Cho thêm mấy cái u cho khách hàng về bên tay và sạc này. Đây là con sạc cho bình 20A. Đây là bộ tay số để sang số dây số đấy. Bánh xe đây, bánh xe này bản lốp vuông. Có đường kính là 40, lốp cao su Mila. Vành 400-8. Đây là cầu điện này, cầu hai số này. Cái phần này là phần khóa kéo số này. Động cơ đây. 48V 850W. Điều khiển này là hàng đặc chủng dành cho xe ba bánh. Nó không phải là dòng dành cho xe đạp điện. Nó to hơn rất là nhiều. Đấy, ổ khóa đây. Tay đảo chiều này, sang số này, cái dòng này nó rất là bền. Nó có vị trí mo. Cái này thì mình đấu sẵn cho khách hàng rồi, khách hàng về nhà chỉ mắc điện vào thôi. Thì phần đèn đóm thì sẽ mắc sau. Chân ga. Thì đây là tổng thể một cái bộ nó như vậy. Thì các bạn có nhu cầu về cấu hình như thế nào thì các bạn có thể liên hệ. Bên em vẫn cung cấp phụ tùng đầy đủ và thường xuyên, và các bạn ngày càng nhiều hơn chứ không có ít đi. Vì vậy các bạn có thể yên tâm lựa chọn. Đây, trục cầu rất là nhiều đây. Đấy. Thì các bạn có thể mua bao nhiêu cũng có nhé. Nhà em có rất là nhiều, mấy kho cơ. Đấy. Bánh biết các thứ rất là nhiều. Video thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giá thành sản phẩm của bộ này em sẽ để ở dưới phần mô tả kỹ thuật thông số. Khách hàng có thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp hoặc comment phía bên dưới, hoặc chat với Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.